Con gái mua bình rượu thuốc đắt tiền về cho bố tẩm bổ, uống 7 năm mới phát hiện ra bò sát ngâm bên trong làm bằng nhựa. Cô gái đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn cảnh tỉnh mọi người. Đừng dễ dãi trong công việc mua rượu thuốc, tránh trường hợp tiền mất tật mang như cô đã xui xẻo gặp phải. Rượu thuốc là tên gọi chỉ rượu ngâm các loài bò sát kèm thảo dược rất được yêu thích tại các nước châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Người ta không ngần ngại bỏ rất nhiều tiền để mua một bình rượu này, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng đem lại kết quả tốt, và cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là ví dụ điển hình cho việc vì rượu thuốc mà tiền mất tật mang. Mới đây, một cô gái sinh sống tại huyện Miêu Lực, Đài Loan đã chia sẻ về câu chuyện bị lừa trắng trợn của mình lên mạng xã hội. Cụ thể, 7 năm trước, cô này đã nghe lời giới thiệu của một người bạn về loại rượu ngâm rồng đất rất tốt cho người già, trong việc bồi dưỡng cơ thể cũng như chữa trị đau nhức xương khớp. Theo đó, rồng đất là một loại nhông tập trung tại vùng Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Loại này tương đối quý và cũng khá khó để bắt được, vậy nên rượu ngâm rồng đất cũng có giá tiền rất đắt. Tùy theo trọng lượng của rồng đất mà giá tiền cũng tăng theo, cấp số nhân. Loại 0,2kg có giá khoảng gần 3 triệu tiền Việt Nam. Loại 0,5kg lên đến gần 30 triệu. Còn loại từ 1,5kg trở đi có giá vọt lên 100 triệu đồng. Người bạn của cô gái cho biết mình có quen với một người uy tín chuyên bán loại rượu này. Thậm chí, nhân viên trong việc lập pháp cũng mua rất nhiều. Cô gái vì muốn bố khỏe mạnh nên đã quyết định tin theo và bỏ rất nhiều tiền để mua về một bình. Khi nhận được quà, bố của cô gái rất vui vẻ và ngày ngày đều bỏ rượu ra uống. Đến tận khi uống được nửa bình, ông bố muốn đem rượu chuyển sang bình nhỏ hơn để cho tiện, thì mới bất ngờ cảm thấy nguyên liệu ngâm trong rất đáng nghi ngờ. Ông liền thử lấy dao để cắt chúng ra, nhưng cắt mãi vẫn chẳng thấy đứt. Lúc này cả gia đình mới ngỡ ngàng phát hiện ra tất cả mọi thứ bên trong đều được làm từ nhựa. Rồng đất bằng nhựa, cắt mãi không đứt. Cá ngựa cũng là sản phẩm từ nhựa. Đây là đồ giả một cách rõ ràng. Cả gia đình đều cảm thấy rất tức giận khi phát hiện ra sự việc này. Thế nhưng rượu đã uống quá nữa, thời gian cũng đã lâu, việc bắt đền xem ra cũng chẳng mấy khả thi. Mất tiền đã là chuyện không vui, thế nhưng tổn hại đến sức khỏe mới thực sự là điều đáng nói. Vậy là trong bao nhiêu năm qua, bố cô gái đã nạp vào người một thứ rượu ngâm, nhiễm đầy hóa chất, cực kỳ độc hại cho sức khỏe. Cô gái đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn cảnh tỉnh mọi người đừng dễ dãi trong việc mua rượu thuốc, tránh trường hợp tiền mất tật mang như cô đã xui xẻo gặp phải.